Luộc muối. Các bác ơi, hôm nay hội giả kim của thị trấn lại tập hợp nữa sao ạ? Tháng này sao mà hội ấy họp bàn nhiều thế chứ? Hôm nay hội lại muốn thảo luận về điều gì thế ạ? À, thì vẫn là đề tài từ nhiều lần họp trước mà họ chưa tìm ra được phương án tối ưu thôi. Chắc là họ lại tìm cách điều chế đá thành vàng đấy. Nếu đá mà biến thành vàng thật thì thị trấn này sẽ giàu nhất châu Âu luôn ấy nhỉ? Tôi sống ở thị trấn này đã gần 80 năm nhưng chưa thấy ai trong họ điều chế vàng thành công cả. Đó chỉ là việc không tưởng và chỉ mất thời gian cho những cái phù phiếm thôi. Như các vị ngồi đây đều đã biết, biến chì thành vàng và luyện thuốc trường sinh luôn là giấc mơ bấy lâu nay của các nhà giả kim chúng ta. Một trong hai giấc mơ ấy sắp thành hiện thực nhờ phát hiện mới là hòn đá triết học. Đây là gì vậy? Nghe lạ quá. Ngài David Von Krab, ngài hãy giải thích luôn cho chúng tôi đỡ thắc mắc đi. Giả kim thuật lâu nay vẫn sử dụng quan điểm của Aristotle làm cơ sở. Có thể chuyển hóa được chất này thành một chất khác, kim loại này thành một kim loại khác bằng nhiều cách khác nhau. Và dù khó thực hiện thế nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể làm được. Tôi đã tìm được một cuốn sách vô cùng quý giá. Trong đó có ghi: thứ muốn chế được ra vàng, trước hết bản thân chúng cần phải phát quang. Nguyên tắc này giúp chúng ta loại trừ nhiều phương pháp thí nghiệm vô ích. Trời ạ! Trên đời này làm gì có chất nào tự nhiên phát quang được chứ? Đây rõ ràng là một điều chỉ có trong tưởng tượng mà thôi. Không ai có thể tìm thấy nó đâu mọi người ơi! Tôi thấy nó mông lung như một trò đùa vậy. Chúng ta đã làm ra vàng nhân tạo bằng cách đưa thêm đồng và kim loại khác. Ngoài ra còn trộn đồng đỏ và thiết màu trắng thành hợp kim đồng. Thiết có màu giống vàng. Như vậy chưa đủ hay sao? Vẫn phải tìm ra cách điều chế tốt và chuyên biệt hơn. Năm 296, hoàng đế La Mã buộc phải ra sắc lệnh hủy bỏ những cách điều chế vàng nói trên vì vàng giả tràn ngập thị trường. Đúng vậy, các nhà giả kim thuật thời đó đã phải chạy từ Ai Cập sang Babylon, Syria và dựng các phòng thí nghiệm kiên trì để biến kim loại thường thành vàng. Chúng ta không thể từ bỏ công việc này được. Hennepin, anh có ý kiến gì không? Nãy giờ tôi thấy anh chỉ ngồi và chăm chú lắng nghe chứ không nói gì cả. Anh nghĩ sao về những điều tôi vừa trình bày? Tôi thấy khá thú vị và hào hứng về những kiến thức đó thưa ngài. Chúng tôi sẽ tìm ra được hòn đá triết học ngài vừa nêu. Chúng ta nên bắt tay vào thực hiện các thí nghiệm trước, thay vì cứ ngồi đây nhận xét, phán đoán suông mà không làm gì cả. Dù là bất cứ ai, cứ là người đầu tiên điều chế ra vàng từ nguyên liệu khác, người ấy sẽ được ghi vào lịch sử khoa học của nhân loại. Chúng ta cần cố gắng nhiều hơn nữa. Đồng ý. Ren, tôi vẫn không hiểu tại sao anh sẵn sàng nhận mức lương rẻ mạt chỉ để thực hiện nghiên cứu ngoài giờ tại phòng thí nghiệm tên toàn này. Tôi thấy với trình độ của anh hoàn toàn có thể tìm được nơi làm việc có điều kiện tốt hơn, với mức lương cao hơn mà. Anh cũng biết đấy, vài tháng trước, nhóm giả thuật kim của tôi đã tan rã vì bất đồng quan điểm của nhiều thành viên. Điều này khiến tôi rất hoang mang, không biết phải tiếp tục quá trình nghiên cứu của mình thế nào. Tôi cần một nơi yên tĩnh như ở đây, để tiếp tục tìm ra hòn đá triết học. Trời ạ, anh vẫn còn tư tưởng điên rồ ngày nào của nhóm người đó sao? Làm gì có hòn đá triết học nào cơ chứ? Anh chỉ đang làm điều vô ích và diễn dông mà thôi. Hãy nghe tôi, từ bỏ điều đó đi, cho đỡ mất thời gian anh bạn à. Một khi tôi cởi được nút thắt khoa học này, mọi công sức của tôi sẽ không còn vô ích. Tôi biết anh có ý tốt, nhưng đừng bận tâm về tôi. Tôi biết điều gì nên và không nên làm mà. Vậy anh cứ ở lại mà tìm công thức điều chế vàng,
và những thứ từ bản thân nó phát sáng đi nhé. Hết giờ rồi, tôi phải về đây. Tôi không ở lại đây để không nói những lời thừa thải với anh nữa. Trong vô vàn những chất này, mình phải đi theo hướng nào mới gặp được hòn đá triết học đang ẩn náu đây? Trời ạ, chẳng lẽ bây giờ là nửa đêm rồi ư? Mình ngủ từ lúc nào thế nhỉ? Đèn tắt mất rồi, không gian xung quanh im ắng quá, không có lấy một tiếng động. Trời ạ, cái gì thế này? Mình có đang bị hoa mắt không đây? Chiếc bình đun cô cạn nước tiểu, cặn của nó tự phát sáng sao? Phát sáng rực rỡ trong đêm tối. Mình đã tìm ra được hòn đá triết học thực sự rồi. Ren, cậu sao vậy? Mình đã tìm ra được hòn đá triết học rồi. Cậu là người đầu tiên biết chuyện vui này đó. Cậu xem đi, mình thấy nó phát sáng trong đêm tối, và từ lúc đó đến giờ mình vui mừng quá đỗi. Cứ ngồi ôm khư khư lấy nó thôi. Mình thấy có gì đặc biệt đâu nhỉ? Mà chiếc bình này, đừng nói là bình nước tiểu cậu để đun cạn mấy ngày qua đấy nhé. Ừ, đúng rồi. Ôi trời ạ, thật là kinh khủng quá đi mất. Sao cậu lại đưa nó cho mình làm gì? Kìa, cậu vừa làm gì thế? Mình xin lỗi, mình bị giật mình nên mình chỉ lỡ tay làm rơi nó thôi, mình không cố ý đâu. Cậu vừa làm rơi bao nhiêu là vàng đó? Chính chất này sẽ tạo ra vàng, cậu hiểu chưa? Hiểu chưa hả? Ren, cậu điên rồi. Cậu cho rằng nước tiểu sẽ phát sáng và biến thành vàng được sao? Mình xin lỗi vì mình vừa làm rơi thứ cậu trân quý, nhưng mà mình không thể nhịn cười được. Cùng vào phòng tối xem với mình là biết ngay mà. Cậu đi vào đấy mà xem một mình. Đây là chuyện vui nhất trong ngày hôm nay mất. Mình phải đi kể cho mọi người mới được. Chắc là ai nghe xong cũng cảm thấy thích thú lắm. Ở đây không ai tin cũng được. Mình sẽ về thị trấn, tập hợp nhóm giả thuật kim. Chắc họ không ngờ mình có thể tìm ra hòn đá triết học nhanh đến vậy. Sẽ có người hối hận vì đã đề nghị tách khỏi hội quá sớm cho mà xem. Ôi trời ơi là trời, Ren, anh đang chứng minh cho tôi thấy ngày hôm ấy tôi quyết định rời hội ảo tưởng này là đúng đắn đấy hả? Nếu vàng có thể làm ra từ nước tiểu thì giá trị của nó cũng chỉ như sỏi đá. Một ngày tôi có thể tạo ra đến vài lượng vàng ấy chứ. Điều dớ dẫn này mà anh cũng nghĩ ra được. Tôi khâm phục anh đấy Ren. Tôi quay trở lại đây cũng chỉ vì tò mò mà thôi. Ai dè anh lại làm trò cười cho mọi người thế này. Sự thật là tôi đã tìm ra được thứ có khả năng tự phát sáng thật đó. Sau thí nghiệm cô cạn nước tiểu ở mức tối đa, tôi vô tình thấy sự phát sáng màu lục nhạt của chất cặn trong bình cầu thủy tinh. Không may, chiếc bình đã bị dở. Tôi đành mang mảnh dụng của nó về đây cho các vị xem. Thôi thôi, chúng tôi chẳng cần nghe nữa đâu. Hóa ra anh triệu tập cả các bố lão đến đây chỉ để xem trò hề này thôi sao? Anh muốn chúng tôi làm trò hâm dở, là biến một thứ uế tạp thành vàng à? Xin các bác bình tĩnh, mời mọi người đi theo cháu. Tôi sẽ cho bay hơi 60 xô nước tiểu để mọi người tận mắt chứng kiến chất phát sáng rực rỡ trong bóng đêm. Nếu ai bỏ về ngay bây giờ, mọi người sau này sẽ phải hối hận khi thấy tôi chế tạo được vàng rồng thành công đấy. Ơ kìa, tôi đã nói đến thế rồi mà mọi người vẫn quyết định đi về sao? Xin dừng bước, hãy cho tôi chút thời gian để chứng minh. Chắc chắn các vị sẽ thay đổi suy nghĩ trong đêm nay. Ngài David Von Rapp, Ngài không bỏ về như họ sao? Chúng ta nên hiểu cho mọi người, hội giả thuật kim ngày nào đã tan rã. Sau khi tìm vô vàn cách mà vẫn không thành công, chúng ta không có quyền đòi hỏi ở mọi người phải tiếp tục hy vọng hơn. Hơn nữa, dưới thí nghiệm kỳ cục này của anh, trước giờ anh vẫn là người chăm chỉ, dám nghĩ, dám làm.
Tôi tin là anh sẽ không để chúng tôi phải lãng phí thời gian của mình một cách vô ích khi tới đây. Nào, anh hãy bắt đầu làm thí nghiệm quy mô lớn này cho tôi xem đi. Xin lỗi, tôi đã bắt đầu khó chịu với mùi nồng nặc này. Chúng ta ra ngoài một lát. Tôi đau đầu quá. Nếu còn tiếp tục ở trong đây thêm, chắc tôi sẽ ngất ra đây mất. Brent, anh không ở thị trấn này đã lâu, nay trở về lại mang theo cái thí nghiệm quỷ quái. Anh làm không khí cả khu bị nhiễm độc rồi đấy. Tôi xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến mọi người. Giờ này chắc sắp thu được thành quả rồi. Mọi người cứ về đi, tôi sẽ đi thu dọn chúng ngay. Không được, chúng tôi sẽ mang chúng đi. Không thể để anh hứa suông như vậy. Chúng tôi đi rồi là anh tiếp tục đun chúng cho đến cạn thì thôi chứ gì. Anh định qua mặt ai hả? Tôi chỉ xin mọi người thêm vài phút nữa thôi. Sắp xong hết cả rồi. Nhìn kìa, những chiếc bình ấy phát sáng thật đó. Kỳ diệu thật. Tôi sẽ đặt tên chất này là phốt pho, nghĩa là vật mang ánh sáng. Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu nó để điều chế vàng thành công. Anh nhìn xem, ở đây mọi người đều rất thích thú vì vẻ đẹp của chất mới tìm ra này. Trong quá trình anh tiếp tục điều chế vàng từ phốt pho, tôi sẽ mang nó đi biểu diễn ở các sân khấu ảo thuật, giúp anh trang trải các chi phí. Cảm ơn ngài. Xem kìa, đẹp quá. Nhà ảo thuật David Froncraft thật giỏi. Nghe nói ông ấy từng là nhà giả thuật kim đó. Brent nhờ tôi tìm ông vì biết ông đang diễn ở thành phố này. Chúng tôi muốn cùng ông lập phân xưởng chuyên để sản xuất phốt pho tinh khiết vì chúng tôi thấy được sự ứng dụng rộng rãi của nguyên tố này. Brent, sản xuất phốt pho sao? Đúng vậy. Chúng tôi cùng nghiên cứu nhưng không thể chế vàng từ phốt pho. Cuối cùng lại làm ra phân bón, diêm, thuốc diệt cỏ từ chất này. Ồ, thật tốt quá. Tôi sẽ làm chứ. Các cậu lo sợ việc tôi lưu diễn thế này sẽ làm lộ ra công thức điều chế sao? Vậy ông hãy trở về Hamburg cùng chúng tôi luôn nhé. Thời gian gấp lắm rồi. Thật không ngờ, công cuộc điều chế vàng của chúng ta lại làm ra cả phân xưởng sản xuất phốt pho lớn thế này. Vua thời gian. Ngày xưa, có một đôi vợ chồng nọ, nhà nghèo nhưng yêu thương quấn quýt nhau không rời. Người vợ vô cùng xinh đẹp với mái tóc dài thướt tha. Mình đã tỉnh rồi à? Mình thấy trong người khỏe hơn không? Em thấy khỏe hơn rồi. Khổ thân mình mấy ngày vừa qua vất vả vì em. Vợ chồng với nhau, mình không cần phải khách khí như vậy. Em thật là may mắn khi là vợ của mình. Mình cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Lát tôi lên rừng kiếm củi một chút, rồi tiện thể hái ít nấm mang về hầm cho mình ăn. Vâng, nhất định em sẽ mau khỏe để đi rừng cùng với mình. Mình đỡ phải lủi thủi đi một mình nữa. Thôi, mình vào nhà đi, kẻo lạnh. Tôi đi một lúc sẽ về thôi. Mình đi trước đi. Khi nào mình đi khuất, em sẽ vào nhà. Vậy tôi đi nhé. Sao ở nơi vắng vẻ heo hút này lại có một người con gái xinh đẹp nhường ấy cơ chứ? Chà chà, mình phải tìm cách bắt cô ả về làm người hầu thôi. Chào cô em. Cô em xinh đẹp, sao lại ở trong một ngôi nhà tồi tàn hoang vắng này? Ông là ai? Ta ở xa, vô tình đi qua đây thôi. Cô em có muốn theo ta đến một nơi tuyệt đẹp, hoa lệ và giàu có không? Cô em sẽ rất thích cho mà coi. Không, tôi không đi đâu cả. Ông mau đi đi. Hãy nghĩ kỹ đi. Không đi cùng với ta, cô em sẽ phải ân hận đó. Tôi sẽ không bao giờ đi đâu cả. Ta đã bảo rồi mà nhà ngươi vẫn còn ngoan cố. Mình ơi, tôi đã về rồi. Mila, mình đi đâu nhỉ? Hay là ở nhà một mình buồn nên vợ mình chạy ra hàng xóm chơi?
Thôi ta cứ vào bếp làm cho cô ấy bát súp nấm, để cô ấy ăn cho lại sức vậy. Sao khuya thế này mà cô ấy vẫn chưa về nhỉ? Chắc chắn là có chuyện không hay xảy ra rồi. Mila đang ốm, sao có thể đi đâu xa được. Mình phải đi tìm cô ấy thôi. Bác Hức, bác có thấy Mila vợ tôi đâu không bác? Không, tôi không thấy. Anh qua hỏi nhà bà Iris xem sao. Dạ vâng ạ. Bác Iris, bác có nhìn thấy vợ cháu không ạ? Ban trưa tôi đi qua cửa nhà cậu, có nhìn thấy vợ cậu đứng nói chuyện với một người đàn ông mặc bộ đồ rất sang trọng màu đen. Nhưng lúc sau tôi quay trở lại thì không thấy họ ở đâu. Tôi đi hái củi về, không thấy cô ấy đâu cả. Xưa nay cô ấy có bao giờ đi lâu như vậy đâu. Tôi lo quá. Vậy sao? Không biết có liên quan đến người đàn ông mặc bộ đồ đen kia không? Hay là cô ấy đã bỏ cậu mà đi theo người giàu có hơn rồi? Không, Mila vợ tôi không phải là loại người như vậy. Cảm ơn bác nhé. Mila, mình đi đâu được cơ chứ? Mình làm tôi lo quá. Không được, nhất định ngày mai tôi sẽ lên đường tìm mình. Dù có phải đi tận chân trời góc bể, tôi cũng nhất quyết phải đi. Alan đã đi qua rất nhiều nơi, anh cũng hỏi biết bao người, nhưng không một ai biết được tin tức của Mila. Một tháng sau. Bờ biển này, ranh giới của nơi tận cùng trái đất đã hiện ra. Tại sao lại không một ai biết về tin tức của Mila được chứ? Lẽ nào mình đã chết? Mila, chẳng có mình thì tôi cũng không thiết sống làm gì nữa. Sang thế giới bên kia, tôi sẽ tìm lại mình. 3 ngày sau. Tôi đang ở đâu thế này? Tôi chưa chết hay sao? Anh đang ở dưới cung điện của nhà vua. Hoàng hậu của chúng ta trên đường đi ngao du đã nhìn thấy anh bị chết ngất bên bờ biển, nên cho người đem về chữa trị. Anh đã tỉnh rồi à? Đa tạ hoàng hậu đã cứu mạng tôi. Cũng may cho anh là hôm đó ta lại đi ngao du gần bờ biển để ngắm khung cảnh núi non, chứ bình thường ta không bao giờ đến đó. Anh đi đâu mà đến tận cùng thế giới vậy? Bẩm hoàng hậu, tôi đi tìm vợ tôi. Cô ấy mất tích đã lâu, nhưng đến tận bây giờ vẫn không ai biết được tin tức gì của cô ấy cả. Thật đáng thương. Thôi nghỉ ngơi đi, ta sẽ cho người chuẩn bị mấy món ăn bổ dưỡng để anh mau lại sức. Đến chiều khi vua nước về, anh qua chào một tiếng nhé. Biết đâu người sẽ giúp anh tìm được vợ. Dạ vâng ạ, đa tạ hoàng hậu. Thần xin kính chào vua nước. Anh chàng kia nhìn cũng là người tử tế hiền lành. Anh ta lạc đến đây cũng là có duyên. Hay ta gả công chúa Út cho anh ta nhỉ? Thưa bệ hạ, việc này... Chàng trai kia, nhà ngươi lưu lạc đến thế giới thủy cung của ta âu cũng là cơ duyên. Nhìn nhà ngươi cũng hiền lành chất phác. Ta có đứa con gái mới 20 tuổi, vô cùng xinh đẹp. Ý người thế nào? Có muốn trở thành phò mã chôn thủy cung? Dạ thưa vua nước, Tôi xin phép được từ chối à? Tôi quả không xứng đáng nhận ân đức ấy à? Ngươi thật to gan, dám khước từ lời đề nghị của ta. Chẳng khác nào ngươi coi thường vua nước này. Đức vua, xin người xá tội. Làm gì thần đã có vợ. Vợ thần bỗng như một ngày biến mất, và thần đã đi khắp nơi để tìm cô ấy nhưng vẫn không thấy. Đức vua, chúng ta không nên làm khó cậu ta. Hơn nữa, con gái chúng ta cũng phải nên gả cho một người chưa vợ chứ. Như thế chẳng khác nào làm lẽ. Hoàng hậu nói cũng phải. Nhưng ngươi tìm vợ bao lâu rồi mà vẫn không thấy, chứng tỏ cô ta đã chết hoặc đã theo người khác rồi. Ngươi còn lưu luyến cô ta làm gì mãi nữa? Đức vua, trên đời này tôi chỉ có một người vợ mà thôi. Còn chút hơi thở nào, tôi sẽ vẫn tiếp tục đi tìm cô ấy. Đức vua, tấm lòng thủy chung của anh chàng này thật là hiếm thấy. Thần thiếp mạo muội xin người hỏi vua lửa giúp xem, biết đâu vua lửa lại có thể biết được vợ của anh ta đang ở đâu. Thôi được rồi, nể tình hoàng hậu của ta, ta sẽ cho người đưa ngươi đến gặp vua lửa.
Thần xin tạ ơn người ạ. Này, anh kia, ta đã đi ngó nghiêng nhiều chỗ rồi, nhưng vẫn không tìm thấy vợ anh đâu cả. Cảm ơn ngài. Tôi biết đi tìm vợ tôi ở đâu bây giờ. Hay thế này đi, để ta dẫn người đến gặp vua gió. Ông ấy ngao du khắp nơi, chắc là biết nhiều hơn ta. Vua gió ở đâu ạ? Vua gió ở gần đây thôi. Nào, đi theo ta, ta sẽ dẫn đường cho anh. Kính chào vua gió, xin cho tôi hỏi, người có nhìn thấy vợ Mila của tôi ở đâu không ạ? Nào, hãy lại đây nhìn xem. Dạ, đây rồi thưa ngài, đây chính là vợ tôi. Ngươi nhìn kỹ xem, có đúng thật không? Dạ thưa ngài, đúng rồi ạ. Làm sao tôi có thể không nhớ vợ tôi chứ? Chỉ cần nhìn cô ấy từ xa, tôi cũng có thể nhận ra. Tốt quá, vậy chúc mừng anh. Anh hãy đi đến dãy núi phía tây, cách đây 3 dặm, đó chính là nơi vợ anh đang đứng đó. Đa tạ ngài, tôi sẽ lập tức lên đường ngay bây giờ. Ngày hôm sau. Đây đúng là chỗ mà Mila đứng hôm trước. Có lẽ là vợ mình làm thuê ở trong tòa thành này chăng? Dừng lại, Mi định đi đâu? Xin ngài cho tôi hỏi, vợ tôi có ở trong đây không? Tôi đã đi tìm vợ tôi cả năm ròng rã rồi mà không thấy. Vợ tôi có mái tóc đen dài, khuôn mặt trái xoan và nốt ruồi nhỏ trên mày ạ. Không thấy. Xung quanh khu vực này ta chưa bao giờ thấy cô gái nào như ngươi mô tả cả. Không, rõ ràng là qua lăng kính của vua gió, tôi đã nhìn thấy vợ tôi đứng trước lâu đài này. Nhất định tôi phải vào tìm cô ấy. À, quá ra hắn đã nhờ được vua gió giúp đỡ nên biết được vợ hắn đang ở đây. Được lắm, ta sẽ có cách để người mất mạng tại đây. Ngươi thật may mắn nên đã có thần gió giúp đỡ. Nhưng mà vợ của ngươi đã bán mình thành nô lệ của lâu đài này rồi, không thể trở về được nữa. Sao có chuyện đó được? Tôi không tin. Nhất định tôi phải vào trong gặp vợ tôi. Không được gì đâu hết. Giờ muốn tìm được vợ, ngươi chỉ có một cách duy nhất này thôi. Cách gì? Đúng 3 ngày nữa, ngươi hãy tới đây. Nếu ngươi nhận ra được vợ mình giữa rất nhiều cô gái giống y chang vợ ngươi, ta sẽ cho ngươi đem vợ về. Nhận ra vợ tôi giữa rất nhiều cô gái giống hệt với vợ tôi sao? Còn nếu như ngươi không tìm được, ngươi sẽ phải trao mạng sống của ngươi cho ta để tùy ta định liệu. Được, tôi đồng ý. Không tìm được Mila, tôi cũng chẳng thiết sống nữa. Giờ thì nhà ngươi hãy đi đi. Nhớ 3 ngày sau, đúng giờ ngọ, hãy có mặt ở đây nha. Mila, 3 ngày nữa, làm thế nào mà tôi nhận ra được mình giữa bao nhiêu người giống mình y đúc đây? Thế này chắc là hắn cố tình làm khó tôi đây mà. Mila, là mình đấy sao? Alan, em rất nhớ mình. Em đã thấy mình từ lúc mình vào cổng rồi, nhưng không thể tới gần mình. Giờ đây tất cả bọn em đều đã bị bùa chú. Mọi hành động đều theo lệnh của tên phù thủy. Hắn mà phát hiện thì chúng em sẽ chết hoặc biến thành chim mãi mãi. Trời ơi, giờ chúng ta phải làm sao đây? Tôi sẽ đối phó với hắn. Mình chạy trước đi. Vô ích thôi, mình quên là hắn nhiều phép thuật cơ. Giờ chỉ còn một cách. Cách gì? Mình hãy tới núi thủy tinh cầu cứu vô thời gian. May chăng ông ấy giúp được chúng ta. Nhưng mình ơi, đường tới đó cực kỳ nguy hiểm. Không sao, tôi sẽ lập tức lên đường tới đó. Alan tức tốc lên đường, hỏi tìm đến chỗ núi thủy tinh để tìm gặp vua thời gian. Đường đi đến đó vô cùng vất vả. Đúng là đây rồi, dãy núi thủy tinh. Anh bạn, lạnh thế này ở ngoài trời chút nữa là mất mạng đó. Mau về đi. Không, tôi phải lên trên đó. Tôi muốn gặp vua thời gian. Anh khùng sao? Núi này toàn thủy tinh và tuyết, trèo lên làm sao mà được? Đừng có ngu ngốc vậy. Dù có phải hy sinh cả tính mạng của tôi cũng phải trèo lên. Tôi phải gặp bằng được ngày ấy. Hey, thật là điên khùng mà, tự nhiên chui đầu vào chỗ chết. Thôi tùy anh, tôi phải về thôi. Thủy tinh cứ vào tay mình trá quá, nhưng mình không thể bỏ cuộc được. Tỉnh rồi đó à? Tôi
tôi chưa chết sao ạ? Chẳng lẽ ngài chính là vua thời gian sao ạ? Phải. May cho ngươi là hôm nay vị thần mùa đông đi xem xét tình hình quanh núi, thấy ngươi trượt tay ngã nên đã ra tay cứu giúp. Có việc gì mà lại bất chấp cả tính mạng để đến đây thế này? Tôi đến để xin ngài giúp tôi. Vợ tôi bị tên phù thủy ở dãy núi phía tây bắt đi. Hắn hẹn tôi 3 ngày nữa quay lại. Phải nhận ra được vợ tôi giữa rất nhiều người phụ nữ giống hệt cô ấy. Con quỷ đó, ta cho truy tìm nó khắp mọi nơi, hóa ra nó ẩn nấu ở đó sao? Được, nhà ngươi hãy về đi, ta sẽ nghĩ cách trừng trị nó sau. Còn vợ tôi ạ? Thưa vua thời gian, người có cách nào giúp tôi nhận ra được vợ mình không ạ? Ngươi hãy nhìn xuống chân họ. Cô gái nào có mang đôi giày mà thò ra sợi chỉ thừa thì đích thị là vợ ngươi. Đa tạ ngươi ạ. Hãy tìm đi, ai là vợ ngươi? Nếu tìm không đúng thì ngươi biết hậu quả rồi đó. Đây là vợ tôi. Mình ta không thể để các ngươi yên đâu. Đồ phù thủy gian ác, hóa ra ngươi trốn ở đây. Biến khỏi thế giới này ngay. Mình cảm ơn mình đã không quản ngại khó khăn vất vả để tìm em. Thật may là cuối cùng vợ chồng mình lại được gặp nhau. Từ giờ chẳng còn gì có thể chia lìa được chúng ta nữa. Tên phù thủy bị trừng trị, hai vợ chồng dắt nhau trở về nhà. Thế là từ đó hai người họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.